Tôm Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì Đạt mang tới cho anh em một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Đó là một cái bộ tem thông số của Dream Thái nha anh em. Đấy, một cái bộ tem thông số của Dream Thái, hàng zin, chuẩn hàng chính hãng của Thái Lan nha. Đó thì bộ tem thông số này là một cái bộ tem mà dành cho các cái dòng Dream Thái nhập từ Thái nha anh em nha, chứ không phải là Dream Super nha anh em. Lưu ý giúp mình thì các dòng Dream Thái là nó sẽ có bộ tem thông số bằng chữ Thái và nó có những cái chi tiết nhỏ như là cái chữ handmade holder đây, hay là một cái tem bẩn Thái nha. Đó thì chỉ có những cái bộ xe, cái xe mà của Thái ấy, thì nó mới có cái dạng tem như vậy thôi. Đó chính vì vậy mà ở Việt Nam anh em kiếm những cái bộ tem như vậy thì anh em chỉ có thể kiếm được những cái hàng lô, hàng loại 1. Ngày trước bên mình cũng có bán hàng loại 1, bây giờ vẫn còn nha, giá 80.000 một bộ. Còn để kiếm được một bộ tem zin xịn như vậy thì một số cái người chuyên nhập hàng từ Thái về thì bán những cái loại mà gọi là tồn kho hay gì đấy thì bán một miếng là nó đã vào khoảng 200-300 ngàn rồi nha anh em nha. Đó ví dụ như miếng tem cạc te này 200 này, miếng này 200 này, miếng này 200, miếng này 200. Đó vì một bộ để anh em dán đầy đủ các cái thông số trên xe nó vào cả hơn 1 triệu tiền tem, rất là khủng khiếp nha. Thì bên mình nhập từ Thái về cho anh em luôn đó, nhưng với cái giá phải chăng hơn rất là nhiều nha anh em nha. Thì cái giá của bên mình là 300 ngàn cho một bộ tem đầy đủ 7 miếng như ở trên clip đây. Một miếng ở gạc te, một miếng ở gắp. Đây anh em ha, một bộ gắp gạc te là đầy đủ tem hết nha. Đó. Còn về chất lượng tem thì anh em khỏi phải nghĩ nha. Bao anh em đúng hàng chính hãng zin, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một miếng bợ cổ này. Đây, một miếng này là miếng dán ở phía dưới này. Đây, một miếng này là một miếng dán ở phía trên bợ cổ này. Đấy, một miếng dán bẩn này, một miếng dán tem handmade này, và một miếng này là một miếng tem dán sườn này. Đó, đầy đủ các chi tiết như trong hình luôn. Thì một bộ nó gồm 7 miếng. Giá của 7 miếng này cho một bộ đó là 300 ngàn nha anh em nha. Thì với những anh em nào mua số lượng thì anh em cứ mua 3 bộ, mình sẽ miễn tiền ship cho anh em nha. Rồi, ok. Thì các anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ với shop, số điện thoại 0915 434 973. Còn về chất lượng của dàn tem này thì mình không cần phải nói nhiều với anh em nữa. Thì anh em có thể thấy được là cái tem sườn này là tem màu xanh ha, chỉ có tem zin thôi. Còn tem hàng loại 1 đa số là màu đen hết anh em nha. Tiếp theo đây là cái miếng tem sang cơ cấu sang số này. Anh em sẽ thấy là nó sẽ có cái nền màu xanh lợt nha. Đó. Và cái chữ màu đen, những cái chữ Thái được khắc cực kỳ đẹp luôn. Và gần như là không có thể nào nhái mà đẹp được như vậy nha anh em nha. Còn nếu mà nói thật với anh em luôn, nếu mà ai mà đạo nhái đẹp được như vậy, bán bằng giá chắc chắn có người mua nha. Rồi, ok. Thì tem là Made in Thái Lan GN5. Những anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với shop, số điện thoại 0915 434 913 anh em nha. Thì một bộ tem nó sẽ có gồm có 7 chi tiết tem như trên hình mình đã mở sẵn để cho anh em tham khảo rồi nha. Rồi, ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn anh em những clip tiếp theo nha.